Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ đến mọi người một món ăn đó là lẩu gà lá giang. Ở đây mình có một con gà, mình đã rửa sẵn và đã mần rồi. Con gà này khoảng 1 kg. Dưới đây mình có là sả mình bầm ra, với tỏi mình cũng đã bầm rồi, hành tím cũng bầm rồi, với ớt cũng bầm sẵn. Với ớt mình xắt miếng miếng như vậy luôn. Còn ở đây gia vị gồm có đường, bột ngọt, nước mắm, hạt nêm. Còn bên đây là các loại rau để mình nhúng vô lẩu á. Rau muống bào với bắp chuối bào với cù nèo và ngò gai và rau ôm tía. Còn đây là lá giang. Còn đây là hành tây. Sả thì mình đập dập mình xắt khúc cái gì đấy. Một hồi mình ướp gà mình bỏ vô rồi mình xào săn cho thơm á. Và mình ăn lẩu gà này mình phải có bún nữa. Bây giờ gà mình đã chặt xong, bây giờ mình ướp. Mình ướp vô đây là 1 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt, 2 muỗng hạt nêm, 1 hành tím bầm, 1 tỏi, 1 ít sả bầm, 1 ít ớt bầm vô luôn, với 2 muỗng nước mắm. Bây giờ thì mình trộn đều lên. Bây giờ thì gà mình đã trộn thấm rồi. Mình để khoảng 10 phút rồi mình đem vô mình nấu. Bây giờ mình bắt chảo lên, mình xào thịt gà sơ qua cho thơm. Bây giờ chảo nóng thì mình bỏ dầu ăn vô rồi. Bây giờ mình bỏ tỏi vô, với sả bầm, hành tím, với ớt bầm vô luôn. Khi nào mà tỏi nó thơm thì mình khi nào mà tỏi thơm thì mình bỏ gà vô. Giờ tỏi của mình đã vàng thì mình đổ gà vô. Mình xào lên cho săn gà. Giờ thì mình bỏ sả khúc vô luôn cho mình xào nó thơm. Bây giờ gà của mình xào đã săn lên rồi, đã thấm với gia vị rồi. Bây giờ gà mình xào săn rồi, giờ mình nhắc xuống. Và mình bắt bếp lên để mình nấu gà.
Giờ để cho nồi nó nóng mình bỏ dầu ăn vô. Bây giờ nồi đã nóng mình bỏ dầu ăn vô rồi thì mình bỏ cốt sả vô. Để mình xào cho nó thơm. Mình xào gốc sả này thơm rồi mình mới bỏ nước vô. Bây giờ thì mình bỏ nước vô. Bây giờ thì mình bỏ khoảng 1,5 lít nước vô rồi. Mình để cho nước sôi lên rồi mình bỏ gà vô. Bây giờ nước của mình đã sôi thì mình múc cái gà xào nãy mình bỏ vô. Bây giờ mình đậy nắp lại. Để khi nào gà sôi thì mình mở nắp ra. Bây giờ nước đã sôi thì mình mở nắp ra và mình hớt bọt. Bây giờ thì gà của mình đã sắp chín rồi, bây giờ mình bỏ lá giang vô. Thơm quá à. Giờ lá giang này mình dò để mình bỏ vô. Tại vì lá giang này mình dò thì nó sẽ thơm hơn ấy. Cái vị chua cũng ngon hơn là khi mình sắc. Bây giờ mình bỏ lá giang xong rồi mình để cho nó ra cái nước chua rồi mình mới đi nêm. Thơm quá à. Bây giờ thì mình nêm. Bỏ 2 muỗng hạt nêm. Với nửa muỗng muối, nửa muỗng bột ngọt với 2 muỗng đường mình đã lường rồi. Và cuối cùng là bỏ nước mắm vô. Bây giờ thì mình chuẩn bị mình bỏ hành tây vô. Hành tây thì mình sắc ra múi cao miếng nhỏ nhỏ gì vừa vừa vậy. Bỏ vô. Và mình bỏ ngò gai với rau ôm vô. Thơm quá. Thơm mùi hấp dẫn. Và cuối cùng thì mình bỏ ớt vô, ớt xắt lát á. Giờ mình nêm đã vừa ăn hết rồi, bây giờ chuẩn bị mình múc ra nồi. Nồi lẩu. Món gà nấu lẩu lá giang của mình đã xong. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Ngon quá à.
gà này mình ăn mình chấm với nước mắm trong. Bún rất là ngon luôn. Nước của gà này thì nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Cái phần xả khắc khắc khúc hồi nãy mình phi á, khi nào mà gà này chín á, thì mình gấp ra, tại mình để cho thơm thôi. Còn rau muống thì bắp chuối với cù nèo mình có thể mình nhúng vô đây để mình ăn. Thì mọi người có thể mọi người chọn những loại rau mà mọi người thích á, nhúng vô đây mình ăn thì quá ngon luôn. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký cho mình để mình ra những món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn. Video của mình đã kết thúc. Chào mọi người nha.